Thứ ba thì cứ kiểu vô tình ấy, thì theo mình này thì cũng kệ thôi, không biết thì không có tội. Không biết thì không có tội. Có gì thì nói chuyện với nhau từ từ rồi khóc biết, biết mà ngoan, rút lui thì thôi, chả có vấn đề gì cả. Nếu mình không có gì thì thôi, mặc kệ nó, chả có gì phải tức cả. Như một người nào đó mà giống như là mình cảm thấy là không xứng lắm, giống như là không xứng về về giống như cách cách sống đi đấy, và người đó như bổ bả, hay là người đó kiểu mà con gái mà dạng mà gái mà mình dùng từ không đàng hoàng á, thì cắt sẽ lên tiếng và cắt đấu tranh cho bằng được, cắt lấy cho bằng được để chi, để anh Tuấn rút ra khỏi người đó. Bà sao mà đúng được, dù trong hoàn cảnh nào thì mình cũng là sai hết. Trinh nhận Trinh nó có gì đâu mà ngu, ngay cả những bạn bè của Trinh cũng nói là Trinh ngu, nhưng mà Trinh không cảm thấy là mình ngu, tại vì Trinh cảm thấy là cái ngu nhất là chối đi cái việc mà mình làm và mình phải sống đối phó với cái sự nói dối đó của mình. Khi người thứ ba xuất hiện là lỗi thuộc người người thứ nhất và người thứ hai, bởi vì người thứ nhất và người thứ hai không lay động, không rung động, không gục ngã, không vấp té thì không bao giờ có người thứ ba xuất hiện. Bởi vì tình cảm của người thứ ba luôn ít hơn khi mà người đầu tiên dành cho người thứ hai, cho nên đáng thương. Và đáng thương nữa là họ không được danh chính ngôn thuận và đúng họ rồi. Sẽ bị ném đá khi phơi bày ra. Tổn thương nhất vẫn là người thứ ba. Không, cái người bị phản bội mới là người đáng thương chứ. Không phải là người thứ ba là đáng thương. Tại vì cái người bị phản bội sẽ được rất nhiều người ủng hộ, còn cái người thứ ba sẽ không ai ủng hộ. Nhưng mà người bị phản bội, người ta không cần những người xung quanh ủng hộ, người ta chỉ cần người yêu thôi. Đúng, chính xác.